Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng lên gần hát nhưng hụt hơi, liệu sức khỏe của ông Tổng có chi mồ? Chuyến kinh lý vội vã của ông Tổng vào Sài Gòn làm cho người ta đặt câu hỏi liệu rằng sức khỏe sau đó của ông Tổng có ổn hay không? Trong chuyến đi kinh lý ấy, thời gian quan sát cũng đã thấy rất nhiều điều bất thường. Thứ nhất là ông vào Sài Gòn với lực lượng rất đông những nhân vật lớn. Ông vào thật chóng vánh rồi rút ngay. Sau khi rút về Hà Nội là tham gia một buổi họp mặt được báo chí loan báo dùm beng như là thể thông báo với toàn dân rằng tàu khỏe có chỉ mổ. Xem ra ông Tổng cũng sợ miền Nam đất giữ Sài Gòn lắm. Khi người ta bất an thì huy động lực lượng đông đúc theo để chia sẻ rủi ro. Khi người ta sợ thì sẽ không dám ở lâu. Khi thấy người ta sợ ngã bệnh thì tỏ ra có sức khỏe. Tất cả các dấu hiệu đó đều thể hiện trên con người ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Trọng hát khi đang phát biểu tại Sài Gòn. Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phú Trọng đã cao hứng hát lên một đoạn của bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết lên Thiên Anh Hùng Ca, Thiên Anh Hùng Ca ngàn năm sáng mãi lưu danh đến muôn đời. Ở những lời cuối không khó để thấy rằng hơi của ông đã hụt và như muốn đứt luôn. Và có lẽ ông Tổng biết ông chỉ có thể cất cao tiếng hát một đoạn như thế mà thôi. Tiếng nói ít tốn năng lượng hơn tiếng hát, vì thế khi ông Tổng cất lên tiếng hát mà bị hụt hơi thì có thể thấy sức khỏe của ông Tổng không ổn tí nào. Có lẽ ông Tổng cất lên tiếng hát cũng là thông điệp với xã hội rằng tàu khỏe có chi mô. Thực sự chứ không phải tàu khỏe có chi mô kiểu ông Nguyễn Bá Thành. Được biết ông Tổng vào trong Sài Gòn ngắn ngủi nhưng có nhiều mục đích quan trọng khác nhau. Ông muốn khẳng định là ông còn sức khỏe để làm Tổng Bí thư tiếp. Ông khẳng định với nhóm ăn đất hải quân đua là ông không sợ họ, và cuối cùng là kéo liên minh bởi ông Nguyễn Văn Nên, được xem là một trong những người được ông Tổng tin cậy nhất hiện nay trong Nam. Nếu thất thế trước ông Thủ tướng thì có thể ông Tổng sẽ kéo Nguyễn Văn Nên ra Hà Nội hợp lực với ông ta. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, cánh tay đắc lực của ông Tổng. Cái lò của ông Tổng đã bùng lên và sẽ động chạm đến rất nhiều nhân vật lớn. Hai ủy viên Bộ Chính trị đang trong tầm ngắm, nếu không củng cố sức mạnh thì khó mà đẩy họ ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Ngoài ra còn có những ủy viên Trung ương Đảng khó kỷ luật như Vũ Đức Đam, Nguyễn Văn Thể, vân vân. Được biết, một phần là nhằm tranh thủ phiếu trong Trung ương Đảng để giữ vị trí Tổng Bí thư cho đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, ông thể hiện tiếng hát cho thấy sức khỏe của ông khó mà đáp ứng tham vọng quyền lực của ông. Cũng là nghịch lý, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố dẫn đầu trong các tỉnh thành trong cả nước về đóng góp kinh tế cho Trung ương. Nhưng mà người của thành phố này không một ai được vào Bộ Chính trị. Không biết quan chức chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ sao với sự bất công này. Tiền thì họ được tước lấy, còn quyền thì họ không cho giữ. Trong khi đó tỉnh nghèo không có đóng góp gì nhiều cho nền kinh tế Việt Nam thì số lượng ủy viên Trung ương Đảng và số ủy viên Bộ Chính trị bằng cả miền Nam cộng lại. Trước đây, hầu hết các bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đều có thể vào tứ trụ dễ dàng. Nhưng gần đây những đặc quyền đó không còn nữa. Ông Nguyễn Văn Nên là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị của cả miền Nam, nhưng mà ông Nên phải nghe lời mới được ban cho chức này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên có ra Hà Nội hay không, tùy thuộc vào thế của ông Tổng so với các nhóm còn lại. Đất nước này cần những cái đầu đổi mới từ cánh miền Nam, nhưng cánh miền Nam đã bị cánh cổ hủ miền Bắc đi sát ván. Có lẽ thành phố lớn nhất nước cũng cần phải đòi hỏi gì đó thì mới được. Trong đảng, kẻ nghèo lại đè đầu thằng giàu, kẻ cổ hủ lại đè đầu kẻ có tư tưởng đổi mới. Đúng là cánh miền Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến một mặt vận, để mà ông già sức khỏe yếu ớt đè đầu cưỡi cổ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Đại muốn ghẹo hay muốn bắt nạt bà Đào Hồng Lan. Lâu nay Bộ Công an và Bộ Y tế là hai chuyên ngành hoàn toàn khác nhau, vốn nước sông không phạm nước giếng. Bộ Công an với nhà tù khổng lồ nhốt không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu phạm nhân, vào là người khỏe mạnh thì ra tù là người đầy bệnh tật, thậm chí bỏ mạng ở đây.
cũng lắm người khi vào là sống và khi ra khỏi trại giam chỉ thành cái xác không hồn. Ở một khía cạnh nào đó, Bộ Công an và Bộ Y tế có nhiệm vụ trái ngược với nhau. Có lẽ khi Bộ Y tế cần đến Bộ Công an tham gia là lúc quan chức ngành y tế dính vào tội hình sự như lập các phòng khám chui gây chết người hay tội tham ô như vụ Việt Á. Đấy là những vấn đề mà Bộ Công an có thể can thiệp vào Bộ Y tế. Còn về vấn đề chuyên môn thì Bộ Công an không có quyền. Ấy vậy mà mới đây đã xuất hiện một đề xuất Bộ Công an đảm nhận chuyên môn của Bộ Y tế. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh đã sửa đổi. Bà Nguyễn Thúy Anh cho hay một số ý kiến đề xuất giao cho Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề với nhân viên y tế thuộc thẩm quyền. Không hiểu Bộ Công an có ai hiểu về ngành y và cách vận hành của ngành này không mà thay cho việc của Bộ Y tế đến như vậy. Có thể nói, đề xuất Bộ Công an cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ hay nhân viên y tế nói chung là trường hợp chéo ngoe. Người ta không biết ông Tô Lâm lại có ý gì khi ông muốn giành lấy công việc của Bộ Y tế về cho Bộ Công an. Đề xuất này lại là một đề xuất chưa từng có trong quá khứ. Không biết ông Tô Lâm sẽ nghĩ sao về nó đây? Hay ông nghĩ bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế là người không có chuyên môn ngành y, cũng quản lý được ngành y thì Bộ Công an không có chút hiểu biết gì về y tế cũng làm được điều đó? Với đề xuất này có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an đang lo chuyện của người khác. Đối tượng của ngành công an là tội phạm, đối tượng của ngành y là bệnh nhân. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, mà sao Bộ Công an lại chọ mũi vào chuyện của ngành y? Đó là một câu hỏi rất lớn mà nhiều người đang cần lời giải thích từ ông Tổng Bí thư, Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương về việc điều hành đất nước lộn xộn như thế. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng có lẽ ông Tô Lâm muốn ghẹo bà quyền Bộ trưởng xinh đẹp nên muốn đá lộn sân. Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm của biên tập thì đây là hành động lạm quyền của ông Bộ trưởng. Nói ông Tô Lâm bắt nạt bà quyền Bộ trưởng thì có lẽ hợp lý hơn là ghẹo. Như thông tin đã đưa, thế lực của ông Bộ trưởng Tô Lâm trong những ngày cận hội nghị Trung ương 6 đang lên rất mạnh. Ông coi thường cả ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì việc ông chen ngang vào công việc của bà Bộ trưởng khác có thể đây là dấu hiệu của sự lộng quyền. Nếu ông Tô Lâm mà nắm chính phủ hoặc ban bí thư thì ông sẽ bất chấp luật pháp và kể cả luật của đảng. Bộ Công an hiện nay chính là công cụ đắc lực cho ông Tổng thực hiện chiến dịch đốt lò. Khi ông Tô Lâm được hữu dụng thì cũng có thể hiện bản thân sắp tới và có thể sẽ còn nhiều quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng sẽ rơi vào tay Tô Lâm. Đây là hình ảnh Bộ Công an đang muốn xen vào chuyện của Bộ Y tế. Việt Nam cần phải vận hành có kỷ cương. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng thì ông cần phải thực hiện cho được kỷ cương phép nước. Ông Trọng dựng lò lên để đốt tham nhũng, mục đích là để quảng bá rằng Đảng Cộng sản của ông cũng có kỷ cương, chứ không phải là vô thiên, vô pháp. Và ông cũng làm cho không ít người tin vào điều đó. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư dường như đang giấu đầu thì lại lòi đuôi vì đã nuông chiều quá mức đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Trọng cũng cần dùng quyền lực trong đảng để hạn chế lại sự coi thường kỷ cương của ông Tô Lâm. Nếu không làm được điều đó, nỗ lực bao năm nay của ông cũng chẳng có giá trị gì.